Hi, welcome back to my channel, Stars Hero, Rushing by Rushing. Okay, what are you going to do? Vô lại, ok. Thank you.
We'll do that, okay? I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over. Let's go around the back and use the service door. Xe này sắp nổ rồi, ok. Nhiều sao? Hai, em biết gì? Mình sẽ phải đi cẩn thận hơn. Let's go. Rồi. Các băng đảng đang đấu nhau. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Grand Theft Auto Vice City. Tommy Vercetti. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Ở đây các bạn có thể đi xe máy hoặc đi ô tô. Rồi các bạn chọn đây. Ở đây thì mình sẽ đi xe máy. Cho nhẹ nha. Thank you.
use a whiskey sour. Go get some sleep, he says. Sau đó thì các bạn sẽ đi tiếp để thay quần áo. Sau đó thì sẽ đón một cô gái về vị trí ngôi nhà cô ta. Ok, rồi, và tiếp tục tựa game thứ 5. Let's go. Gautier, Liberty Story. Let's go. Tiếp tục tiêu diệt hai trang này tiếp theo đúng không? Và mình sẽ đi xe máy đâm vào thì sẽ thành công nhanh hơn. Ủa, mình xem mình đang đâu đó. Hey now. Đây rồi, xe máy là mình đây. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay lại đến điểm V kia và nhận nhiệm vụ tiếp theo trong tập này. Ok, rồi tiếp tục là traffic reader. Đường 2 chiều và các bạn sẽ phải cẩn thận. Thank you.
Oh, man. Tôi và tiếp tục thực hiện tiếp theo. Không bỏ được. Oh my god. Ok, và mình xin phép dừng clip tới đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.